Nói thiệt thì vô vô mình cũng mua trúng xe bệnh chuyện bình thường. Rồi chơi từ từ biết cái này là nó bệnh này, rồi này nó bị bệnh kia thì né nó thôi, chứ ai mà dạy được mấy cái vấn đề đó. Bất cứ chơi môn gì cũng vậy, cứ vừa vô mà không có cao thủ kẹp bên bạn là bạn phải đóng tiền ngu hết. Không đóng ít thì đóng nhiều, cũng phải đóng tiền ngu hết. Cái vấn đề mà mình thích nhất á, khi mà ngồi chung với lại mấy anh em mà gọi là chơi xe đích thực á, vui lắm. Họ bàn sâu vấn đề xe lắm, họ chỉ cho từng món trên xe. Cái này nó có lợi này nè, công nghệ nó hay chỗ này nè, tù đã. Rồi nói chuyện với mấy anh đó là nói tới tối luôn, không hết chuyện nữa. Rồi đi tour khúc này, đoạn đường này nè, hay có giao thông hay là có gì đó, đâu phải anh chỉ tận tình lắm, đi sướng. Rồi về là đi chung với ảnh đó, mấy anh chạy học hỏi cách mà ảnh ra tư thế hay là các ảnh xử lý á, buồn đã tê như con tê thê. Thì nói chung á, khi mà ra mấy cái nhóm mà mình lớp nó chơi xe đó, thì mình nói chung là mình hay rủ rê trước trên Facebook á, nên anh em cứ theo dõi Facebook của Liêm á, Facebook là Đặng Thanh Liêm á, anh em trọng sẽ có lịch ốp. Thường là Liêm ốp với mấy cái anh em mà chơi lâu năm á, với lại mấy anh em thân kìa, nên anh em đừng có sợ trẻ trâu hay là nhiều cái không hay trong đó, nên em cứ ra học hỏi kinh nghiệm. Nhiều anh em người ta đi tu ghê lắm, thích nói chuyện với mấy anh đó. Nói chung á, mình chơi môn diễn vậy mình phải học hỏi giao lưu với những người mà cao tay, những người mà có kinh nghiệm hơn mình, những người mà chạy hơn mình, thì dần dần mình mới học hỏi kinh nghiệm. Chứ còn nếu mà mình cứ sầu quần trong cái đám bạn của mình á, thì cũng như ếch ngồi đáy giếng á, mình khó trao đổi kinh nghiệm lắm. Không phải là mình nói vậy là để khi dễ những cái bạn chạy bằng hoặc thấp hơn mình, nhưng mà cái bạn đó, những bạn đó giao lưu á, anh em mình sẽ nói chuyện khác. Còn ví dụ như mà muốn để nâng cao cái tay lái của mình á, muốn để biết thêm những cái công nghệ mới hay là những cái gì mà trên xe mà không có, thì bắt buộc mình phải giao lưu với những người mà hơn mình thôi chứ. Chứ sao mà ví dụ như là những anh em chơi xe nhỏ thì làm sao chỉ mình những cái công nghệ mới trên BM được, đúng không? Thích BM lắm, giá nó chua quá, giá xe châu Âu cũng đâu có rẻ. Mà thật sự nếu mà anh em nào mà mê cái công nghệ chạy hỗ trợ người lái an toàn, cái tin lời đi, BM là thiên hạ vô địch, không có ai mà qua được BM. Đã lắm. Công nghệ chống bốc đầu nè, công nghệ đi đèo nè, ABS trước sau, cuộc điều chỉnh điện, trội, tất cả những cái công nghệ khủng khiếp nhất của thế giới đều tích hợp trên BM á, xe Đức mà. Với lại anh em cũng đừng nghĩ xe Đức với xe Ý là nó ghê gớm lắm. Thật sự ra là cái phí bảo dưỡng của BM á, nó không có cao đâu nha anh em. Nó chỉ bắt buộc anh em khi có hạn là phải đi bảo dưỡng thôi, còn không nó báo lỗi thôi, chứ thật sự phí nó không có cao. Tại vì một số anh em đang chạy BM á, mình thấy đi bảo dưỡng cũng ngang xe mình hơn những xe mình vài trăm ngàn à. Thay đồ gì nó cũng vậy á, nhông sên dĩa nè, sên cam nè, tăng cam nè, nó vân vân ABC các kiểu, thì nói chung không mắc hơn xe mình nhiều đó. Hay ra đời của mình đời cũng sâu rồi, nhưng mà nói chung là nó đồ cũng rác á, cho nên cảm giác nó không có rẻ mấy xe kia nhiều. Nên mình cảm giác anh em nào có điều kiện nhóm nhóm á, mà muốn gọi là chơi xe an toàn, chơi xe công nghệ và đẹp á, thì BM bây giờ là lựa chọn số 1. Còn ví dụ như là anh em mà thích gia tốc bốc bốc á, thì anh em muốn trước X10 hoặc R1 đi. Hai nó thì nói chung nó hổn ghê lắm, công nhận ra mà mình chạy 1.300 mà mình leo lên coi R1 với lại ZX10 mình còn hơi bị bất ngờ. ZX10 á thì nó hổn với ga chung và ga cuối, còn nếu mà đề ba hổn là R1 thì gọi là siêu hổn luôn nha anh em. Mà sẵn đây cũng nói ở trên cái danh sách mấy cái clip mà Liêm đã post lên YouTube đó, có một cái clip thông chốt Phạm Văn Đồng
Nội dung cái clip đó thì nói chung là nhiều anh em vô mà cảm giác mình thấy chửi ghê gớm lắm nha. Dùng mấy cái từ như mình ăn hết của ông nội của ngoại á, rồi chửi tại le học dưa, tại sao mình không trả lời những cái comment đó, bởi những cái comment đó là bị mù, với lại không có học thức, không có văn hóa cái quần đùi. Đã người ta đăng cái clip người ta tự nhận sai rồi mà vô chửi như đúng rồi vậy, đâu có còn có nhiều người chửi mày không đợi nó mà hiểu mày chạy chết. Không biết trong cái clip nào, trong cái clip ai đã từng thấy liên ra đường mà không đợi nó mà hiểu người ta không biết luôn á. Rồi hôn mà nẹt bô tới mã cha mày hỏi gì bà nội cha nó, trong nguyên cái clip đó có khúc nào thì nẹt bô đâu. Để cuộc đời liên chạy xe chịu, khi nào mình gặp trẻ trâu hoặc là xe tải mất dạy thì mới nẹt bô thôi, chứ chưa bao giờ mà liên nẹt bô đó. Nó quế nó vô nó chửi mà chửi thấy thương luôn á. Thôi kệ cha đi, nó chửi để có lượt tương tác. Chứ làm YouTube mà đôi khi không có mấy cái scandal đó thì nói chung mình cũng không có nổi tiếng. Thì nên cứ chửi thoải mái, đâu trả lời đâu, tôi nói như mù đi. YouTube mà làm sao mà làm vừa làm được hết. Quan trọng là những anh em chơi với mình biết mình ra làm sao được rồi. Còn thí dụ như là cái đợt đó nếu mà mình đi rước dâu á thì chắc chắn là đi đông mà. Chú rể thì quen biết nhiều, chơi nhiều bên thì đi đông mà. Mình cái việc mà anh em khác không là nổi bảo hiểm thì mình đâu có nói mà được, đúng không? Người nhà họ nói họ còn không nghe nữa, mình là gì mà mình nói họ nghe. Thì nên anh em coi á, thì mấy anh em nào mà thuộc dạng anti á thì chửi nhẹ nhẹ xíu thôi. Ba mẹ mình nhà ai là có làm gì ăn hết cũng của nội của ngoại các bạn đâu mà các bạn chửi, các bạn lâu đâu không chửi. Nói chung á, cái vlog của Liêm á là Liêm muốn chia sẻ kinh nghiệm hay là trao đổi những cái vấn đề liên quan tới xe. Còn những cái vấn đề gì ngoài xe thì Liêm không bao giờ Liêm màng tới á. Còn những anh em nào comment lịch sự sẵn sàng trả lời, sẵn sàng nhận góp ý. Còn những anh em nào mà nói thẳng ra là dùng từ chợ đen hay là bất dạy á thì không bao giờ Liêm bàn tới anh em đó. Thậm chí là mấy anh em đó mà rủi mà có kết bạn hay gì thì xin lỗi nha, bấm nút cho lẹ. Không phải chảnh chệ gì mà không có chơi với thành phần đó, chơi với mấy thành phần đó là cuộc đời cũng trống mà, chứ không có làm gì ăn nên chuyện đó. Nhiều người hả không biết cái cách phong cách tham gia giao thông sao mà vô trong chữ ghê lắm nha. Tại tụi bay mà chơi xe mô tô mới càng ngày trở nên càng khó khăn, không biết mình làm chó rồi mà chơi xe mô tô cỡ nghe khó khăn luôn á. Thì cái việc đưa dâu là cái việc bắt buộc bạn phải chạy chung với xe hoa thì bạn chạy lên ô tô thì là đúng rồi. Chứ bây giờ nói chung là về pháp luật là mình sai đó, mình không có bàn cãi gì, nhưng mà đưa dâu bắt buộc phải vậy chứ không lẽ mình chạy lên xe máy, xe cô dâu chạy lên xe hơi vậy bạn đưa ở chỗ nào, bạn có bị khùng không? Ức chế hôm nay mới được chữ á. Còn nhiều người ngồi mình nẹt bô nữa chứ, không biết nó coi cái dây nào trong cái clip đó mà nó chữ đúng mà không, mà mình đọc mình coi mấy cái clip up lên mình đôi khi cũng buồn thiệt. Những cái mình hay mình chia sẻ như là vệ sinh sơn hay là chọn cái dung dịch nào để đỡ tốn tiền á, hoặc là mình review những cái gì hay cho anh em á, anh em coi ít. Nhưng mà những cái gì mà liên quan nó thông chốt, những cái gì mà liên quan nó chống đối công an á thì mấy anh em thực sự coi nhiều. Cái bài chia sẻ đó nó lên hôm nay là mình nhớ là gần 500.000 lượt người xem, là nửa triệu rồi, thấy ghê không? Mà trong khi đó mấy cái hay á thì anh em còn ít lắm. Thì nói chung là mình làm vlog mà mình cũng không có phải đặt nặng cái vấn đề kiếm tiền, mình làm để mình sau này mình có kỷ niệm mình coi lại, nên anh em thích thì coi thích thôi. Nhưng mà thật sự những gì mình chia sẻ hay á thì anh em nên coi để tránh những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra anh em, như là cái việc vệ sinh sơn á. Có nhiều người lắm nha, không phải đâu, không phải là hồi xưa có bị đâu, mà mình cứ thấy cái năm bữa nửa tháng là trên Việt Nam Auto Show á, không phải những cái trang web mà cộng đồng á, thì có một số anh em gặp tai nạn gì về sinh sơn. Những người đó Liêm chắc chắn là chưa ai chỉ họ, chứ họ cũng không có ngu đến nỗi nào mà chỉ rồi mà chuẩn bị đứt một hai lóng tay đâu. Thì nói chung là anh em chơi xe mà trước khi làm cái gì mà mình cảm giác linh tính mình bất an á thì nên hỏi những số anh em chơi trước. Trời ơi, đứt một lần hai ba lóng, trời trụ lũi hết, nhìn như hàng tử đó, là móc cua móc đớp được gì nữa, móc cái mũi ngọt được nữa. Đó, thì nói chung là anh em thừa thời gian đó, thì anh em ngồi đánh lướt xem mấy cái video clip anh em Liêm chia sẻ cũng như anh em tôi chia sẻ, thì anh em sẽ học hỏi ra được nhiều cái kinh nghiệm. Thôi vlog này cũng dài rồi, nói tới đây thôi nha anh em. Về tới nhà rồi, này kế bên nhà Liêm có đám cưới mà Liêm không biết luôn. Xin chào anh em nha. Em